Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi hướng dẫn các bạn, những các bạn nào mà mới tập đệm hát bolero ở mức độ cơ bản và các bạn còn lăn tăn ở vấn đề là đánh nốt bass như thế nào cho đúng, đánh nốt bass như thế nào cho nghe hay, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn mới tập để các bạn nắm được vấn đề nốt bass. Rồi, đầu tiên là các bạn hãy nhìn vào cái công thức đánh bolero cơ bản. Như vậy chúng ta sẽ có là bass 3 2 1. Cái bass đó, đó thì các bạn để đằng đầu ha, để đằng đầu cũng được hay là để đằng sau cái âm này cũng được, nhưng mà các bạn phải hiểu là có chỗ thì người ta dùng cái bass ở là để cái bass ở đằng đầu, tức là mới vô là bass, là có nghĩa là người ta để theo khuôn nhạc, trên sheet nhạc đó, là cái phách mạnh nó nằm ở đầu khuôn đó các bạn. Còn nhưng mà giờ tôi để cuối để cho nó hợp với cái âm sau này, tôi cái âm là cái câu hát á, là phách mạnh nó nằm ở cuối, ví dụ đã lâu rồi là chữ rồi nằm ở cuối dòng chứ không phải là đầu dòng, đôi đứa cách đôi nơi chữ nơi là đó, cho nên là tôi để theo kiểu này là để theo các bạn dễ theo dõi ký âm thôi. Còn cái bass mà nó nằm đằng đầu hay nằm đằng, cái bass 3 đó các bạn, nằm đằng đầu hay nằm đằng cuối gì chúng ta cũng vào đã lâu rồi, đã lâu rồi vẫn phải đánh cái bass đó, rồi chúng ta mới đi một vòng tròn theo ký âm. Như vậy thì các bạn đừng có lăng tăng là tại sao có người để cái bass ở đằng đầu, cái phách mạnh đằng đầu, cái phách mạnh đằng sau, không sao cả, tại vì trước tiên chúng ta cũng phải đánh dây bass, cái chúng ta mới đánh nguyên cái vòng tròn này, nó cứ lặp đi lặp lại cái vòng đó thôi. Rồi bây giờ trên ký âm đó các bạn để ý nè, chữ check của tôi á thì có đôi lúc ở những cái ký âm khác tôi để chữ L hoặc là chữ X, thì L là móc lên, tức là dùng phím, X là quạt xuống, X là đánh xuống. Còn tôi để check có nghĩa là các bạn đánh xuống cũng được, đánh lên cũng được, tùy người quen. Bây giờ có người đánh vậy, đó là móc lên. Còn có người thì lại đánh xuống. Thấy cũng vậy thôi các bạn nha, không sao cả, tôi để chuyên check là lên xuống gì cũng được. Còn có bạn đánh tay thì lại móc như vậy. Đó chính là cái chắc đó nha. Rồi bass 1, bass 2 tôi để màu xanh, đó chính là tôi phân biệt đó là bass phụ. Bass 3 màu đỏ, tức là đó là bass chính và cũng chính là cái chỗ bass để chuyển hợp âm. Như vậy trong vòng hợp âm la thứ của mình, nó có hợp âm la thì đó là bass la, hợp âm re thì bass là nốt re. Như vậy hợp âm nào thì bass sẽ là nốt đó, ví dụ hợp âm mi thì bass sẽ là nốt mi. Tuy nhiên riêng cái hợp âm mi 7 này nè các bạn, đôi lúc chúng ta đánh bass dây 5 đúng ra thì nó sẽ là bass mi, bass dây 6, nhưng mà trong bài hát đôi khi cái nốt nhạc nó rớt ngay si thì các bạn cảm thấy đánh nốt si nó nghe hay hơn. Ví dụ chuyện tình ta đã ghi đó, tôi đánh bass dây 5 mi 7 nhưng mà tôi đánh bass dây 5 là nốt si thì các bạn lại cảm thấy nghe hay. Bởi vì sao? Bởi vì nốt đó đúng là nốt ghi, nốt của chữ ghi, đã ghi, nó là bass si. Rồi như vậy chỉ riêng cái mi 7 này thôi là chúng ta có thể đánh bass dây 6, đánh bass hoặc bass dây 5 tùy theo bài hát. Và các bạn nên nhớ là chúng ta cũng chơi dàn không chuyên, đàn hát giao lưu thôi, chứ không phải là đánh theo cái một cái cuộc thi hay gì đó, cho nên các bạn có thể dùng bass dây 5 được nha. Các bạn cảm thấy nghe hay các bạn đặt. Rồi. Đó là nốt bass chính, bass 3. Thế mà chuyển hợp âm đâu là phải đánh đó. Rồi, ví dụ như 3 nào mình đầu tiên nè. Ví dụ bass 3 2 1 chắc, bass phụ chắc, bass 2 chắc, bass chuyển đó. Như vậy bass 3 chính là chỗ để chuyển hợp âm luôn, chuyển hợp âm đồng thời chúng ta phải bấm qua hợp âm mới. Ví dụ con đường xưa em đi vàng lên mái tổng thề, như vậy cái chữ thề là hợp âm rê thứ và nốt bass là nốt rê, cho nên chúng ta đánh nốt rê. Rồi như vậy đó là tôi đã phân tích cho các bạn biết để các bạn nắm được cái cách để mà chúng ta đọc ký âm. Bây giờ để mà đánh bass như thế nào cho đúng cho hay thì chúng ta chia làm hai cấp độ. Thứ nhất là cấp độ 1. Cấp độ 1 thì dù cho cấp độ 1 hay cấp độ 2 gì thì nốt bass chính cũng vẫn là nốt bass 3 và làm nó chuyển hợp âm, các bạn hiểu không?
Rê là chỉ qua rê. Đô là chỉ qua đô. Mi là nốt mi. La là nốt la. Đó, đó là bass chính, không có gì thay đổi. Bây giờ vấn đề là bass phụ thôi. Bây giờ nếu mà ở cấp độ 1 thì bass phụ của các bạn là bass 1, bass 2 thì các bạn đánh dây 4, dây 5, dây 6 gì cũng được hết. Nhưng mà các bạn có thể đánh trùng nhau. Tôi ví dụ đánh trùng nhau trước nha. À, như vậy là chúng ta đánh trùng nhau nè. Ở la thứ nè, la thứ nè, bass la là chính rồi. La 3 2 1. Lên mì chắc là 3 2 1. Như vậy nó là chắc mì chắc mì chắc. Là đó là tôi đang nói là hai cái bass phụ đánh trùng nhau, có nghĩa là hai cái dây sáo. À, chắc 6 chắc 6 chắc 5. 5 ở đây là bass la, thì coi như mình bass la là bass chính, mình gọi là la. Đó là ý nói trùng nhau, nhưng mà các bạn thấy là trùng nó rất là dễ nhớ. Chẳng hạn như chúng ta muốn chuyển từ la qua rê, phải không? Thì các bạn nhớ như thế này. Là 3 2 1 chắc là chắc. Rê. Như vậy rõ ràng chúng ta đánh hai cái bát phụ là dây 5. Cái bát chính của chúng ta là dây 4. Là bát rê. Đó là hai cái trùng nhau. Còn thí dụ các bạn đang ở rê đi, các bạn đang ở rê mà các bạn muốn chuyển qua đô thì các bạn bắt 3 2 1 chắc rê chát, rê chát, đồ. Như vậy cũng được, không có vấn đề gì hết. Rõ ràng là hai bát phụ trùng nhau đánh cùng dây 4. Nhưng mà thật ra mà nói, công thức của chúng ta chính là gì? Chúng ta đánh hai bát cũ và một bát mới. Bát 3 2 1 chát, bát cũ là chát. Là chát, đô 3 2 1 chát, đô chát, đô chát, rê 3 2 1 chắc, rê chắc, rê chắc, mì 3 2 1 chắc, mì chắc, mì chắc. Là đó, đó là đánh hai bass trùng nhau. Như vậy lúc chuyển hợp âm chúng ta đánh hai bass cũ, một bass mới, từng 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 chắc bass cũ, chắc bass cũ, chắc bass mới, là chúng ta không cần phải nhớ gì hết, rất là đơn giản luôn các bạn nha. Tuy nhiên lúc đó nếu mà ở la thì không, nếu chúng ta ở la hoài luôn, chúng ta đánh ở la hoài thì chúng ta đâu có bass cũ đâu, thành ra chúng ta cứ đánh hai cái mì. Đó, chúng ta ở la hoài thì chúng ta đánh hai cái mì cái la. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta chuyển đi thì chúng ta đánh hai cái bass cũ là và một bass mới là cái bass chúng ta cần chuyển. Nếu chúng ta chuyển từ la qua đô, chúng ta đánh từng 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 chắc là chắc là chắc đô. Còn nếu chúng ta chuyển từ la qua rê, chúng ta đánh từng 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 chắc là chắc rê. À, như vậy là công thức rất dễ nhớ. Rê qua đô, đô qua mi, đô chắc, mi 3 2 1 chắc, mi chắc, mi chắc là. Đó là tôi đang nói về vấn đề hai nốt bắt trùng nhau. Còn hai nốt bắt không trùng nhau thì các bạn phải để ý rằng bắt buộc cái nguyên tắc của mình là bass 2 và bass 3 không được phép trùng nhau. Nếu bass 2 bass 3 trùng nhau nghe rất là dở. Các bạn thí dụ tôi đánh nào. Thí dụ tôi đánh ở la đi, đang ở la các bạn đánh. Bùm 3 2 1 chắc mi chắc la chắc la. À, như vậy hai cái la. Cái la cuối là cái bass chính thì mình đánh hai cái la, vậy là nó sẽ không hay, các bạn thấy không? Như vậy tuyệt đối là bass 2 và bass 3, tức là bass phụ số 2, không được phép trùng với bass chính, tức là không được trùng bass 3. Rồi, như vậy đánh hay hơn chút thì chúng ta đánh khác nhau, có nghĩa là bass phụ dây 4, dây 5, dây 6 giờ cũng được, bass 1, bass 2, dây 4, dây 5, 6 giờ cũng được, nhưng không trùng nhau. Và bass 2 không được trùng bass 3. Vậy thì tôi đánh như thế này, nếu mà ở la tôi đánh như thế này, các bạn nghe nha. La 3, 2, 1 lên 4. 4 là dây 4 thì nó đang ngay nốt gì kệ nó. 3, 2, 1 lên 4, lên 6, lên 5. 3, 2, 1 lên 4, lên 6, lên là.
Như vậy rõ ràng là chúng ta đã thỏa mãn điều kiện bus 2 khác bus 3. Và bus 1 với bus 2 cũng khác nhau luôn. À, đánh về 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ cũng được. Còn có người đánh như thế này. Là 3 2 1 lên là. À, lên là dây 5 nha. Lên 6 lên là. Vẫn được. Nó vẫn thỏa mãn là bus 1, bus 2, dây 4, 5, 6 gì cũng được, không trùng nhau. Và bus 2 và bus 3 cũng không trùng luôn. Có nghĩa là 5, 6, 5. À, 5 thì khác 6. Rồi 6 lại khác 5 là bus 3. Do đó chúng ta vẫn đánh được. Có rất nhiều người đánh như thế. Lên là, lên mì, lên la. Lên là, lên mì, lên la. 3, 2, 1. Lên 5, lên 6, lên 5. À, các bạn thấy không? Như vậy là vẫn được bình thường. À, nhưng mà theo tôi thì... Theo tôi thì các bạn đánh là đánh như thế này. Bát 3, 2, 1. Lên 4, lên 6, lên 5. À, như vậy nghe cái tiếng bát nó khác nhau hết thì nó nghe sẽ hay hơn đó các bạn. Thế thì bây giờ mình sẽ có câu hỏi đặt ra là nếu mình muốn chuyển qua đô thì sao? Rồi đa la qua đô nha. Là 3 2 1 chắc 4 mà tôi đàn dây 4 này luôn, chắc 4 chắc là chắc đồ đó. Như vậy là nó cũng thỏa mãn là hai cái bắt đầu nó khác. Hoặc là 3 2 1 lên 6 lên 5 lên đồ chắc cũng được các bạn thấy không. Rồi tiếp tục là 3 2 1 lên là lên mì lên đô cũng được, tại vì nốt đô là bass 3 bắt buộc rồi. Mình đang muốn chuyển qua đô thì bass 3 bắt buộc phải là nốt đô. Như vậy hai nốt kia các bạn đánh dây 5 dây 6 rồi đô, rồi 6 5 đô, rồi 4 5 đô, tất cả đều được. À, ý của tôi để nói các bạn là các bạn có rất nhiều sự lựa chọn các bạn nha. Các em bass đô là bắt buộc, còn cái kia là 4 dây 5 cũng được, dây 5 dây 6 cũng được, dây 6 dây 5 cũng được, nhưng mà cuối cùng phải đô. Rồi tương tự vậy, đô mà tương tự đô mà các bạn muốn đánh qua rê hay là đánh qua bất kỳ hợp âm nào thì các bạn thấy nè, đô nè, 3 2 1 nè, lên 4 cũng được. À, rồi lên 5. Rồi xuống rê. À, tôi giả sử như là đô đánh sang rê, các bạn đang ở đô. Cũng được, hoặc là sao? Hoặc là đó là lên 4 hồi nãy nha, lên 4 là mi nè, lên 5 là đô nè, lên rê là rê nè. À, nhưng mà nếu các bạn đánh dây 6 các bạn sẽ nghe không hay là bởi vì sao? Nè các bạn nghe nè. Đô 3 2 1 lên đô lên 6 lên rê. Cũng được, không có hề sai, nhưng mà nó nghe là do cái nốt mi này tới nốt rê, hai cái này nó hơi bị cách xa, nó hơi bị nghe chỏi chỏi thôi. Chứ còn thực ra thì nó không có gì gọi là sai hết các bạn. Thấy không? Rồi, như vậy đó, tất cả thể chuyển bất kỳ hợp âm này sang hợp âm kia thì các bạn hãy nhớ cho tôi rằng là nốt bass cuối là phải là nốt bass của cái hợp âm đó rồi. Và hai cái nốt bass còn lại các bạn muốn đánh dây 4, dây 5, dây 6 gì cũng được hết, miễn sao cho là cái bass 2 đừng có trùng với cái bass 3 là được. Đó, nguyên tắc là nó như thế thôi. Rồi giờ tôi đánh sơ sơ cho các bạn nghe này ha. Ví dụ như tôi bắt đầu thì la nè. Các bạn thấy không, vừa rồi tôi là đang ở đô mà tôi muốn chuyển qua đây, tôi đánh 3 2 1 chắc đô là dây 5 nè, chắc 4 chắc rê. Đó, không sao cả. Bây giờ rê muốn lên mi, rê 3 2 1 chắc rê chắc là chắc mi. Như vậy rõ ràng lên 4 lên 5 lên mi. Tại vì 4 với 5 khác nhau mà 5 với 6 cũng khác nhau là được. Đó là chính là tôi đang nói ở cấp độ 1 nha các bạn. Đó chỉ là mới là cấp độ 1 thôi. Bây giờ tôi nói sang cấp độ 2. Cấp độ 2 có cấp độ 1 là gì? Cấp độ 1 là cùng ở ngay cái thế tay này nè, rồi các bạn tự chọn dây 4, dây 5, dây 6, bát phụ và bát chính là bát chuyển hợp âm thì không nói rồi, bắt buộc rồi. Còn bát phụ có muốn 4 5 gì cũng được hết, chỉ cần sao cho nó đúng nguyên tắc là bát 1, bát 2 nó hoặc trùng hoặc khác nhau.
trong giây 4, giây 5, giây 6. Bát 2 và bát 3 buộc phải khác nhau là được. Đó là chỉ ở mở cấp độ 1 thôi. Nghĩa là chúng ta không thay đổi kết cấu của cái tay của chúng ta, tay trái chúng ta vẫn để nguyên đấy. Còn bây giờ ở cấp độ 2 nghĩa là chúng ta vẫn thay đổi được. Tôi giả sử như các bạn đánh nè. Bây giờ các bạn ở là, các bạn đánh là 3, 2, 1. Thông thường các bạn sẽ đánh là lên 4, lên 6, lên 5. Hay là 3, 2, 1 lên lên, chắc mì chất, mì chất la. Đó là cái hồi nãy giờ tôi nói. Bây giờ nếu các bạn muốn thay đổi kết cấu, tức là chúng ta thêm một nốt bát phụ nào đó vào, thì các bạn có thể thêm nốt đô vô chẳng hạn. Bất kỳ cái nốt nào miễn sao nó nằm ở dây 4, dây 5, 6 và nằm trong âm dài là được. Thậm chí ngoài âm dài luôn. Như vậy nè, chúng ta dùng ngón út chúng ta là bấm thêm nốt đô nè. Đó, như vậy các bạn sẽ lại nghe một cách khác. Và dĩ nhiên có thể nó sẽ hay hơn. Bởi vì những cái nốt mình chọn nghĩa là nó tối ưu hơn những cái nốt mà chúng ta có sẵn ở thế tài. Rồi các bạn nghe lại nè. Là 3, 2, 1, lên 4, lên đô, lên là. Lên 4, lên đô, lên là. Đó là chúng ta thêm nốt bass vào đó. Cái cách đó đó. Còn hoặc là các bạn có thể, có người chúng ta không dùng ngón út thêm nốt đô, có người cho rằng nó khó, thì các bạn có thể đưa ngón nhẫn này lên là chúng ta thà thành ra vấn đề là giống như là chúng ta chuyển tạm thời chuyển qua hợp âm đô. Thế nhưng mà đánh theo kiểu này thì về cơ bản thì đôi lúc nó không có đúng, nó nghe nó bắt hay nhưng đôi lúc hợp âm nó không đúng. Thí dụ chúng ta đánh vậy. Đó vô tình là chúng ta đã chuyển một cái hợp âm phụ là hợp âm đô rồi đó các bạn. Nhưng mà biết đâu thì so với cái bài hát đó nó chuyển chỗ đó không hay, dù là nốt bát nó nghe cũng được ha. Tuy nhiên thì các bạn có thể đánh được không sao cả. Là 3, 2, 1, chắc mi là dây 4 nè. Chắc bát đô là chuyển hợp âm đô luôn á, đưa lên đánh đô luôn. Chắc là chắc mi chắc đô chắc là. Rồi có người là đánh như thế này. Là 3, 2, 1, chắc đô chắc sòn chắc là. Chắc đô, đô là chuyển qua đô luôn rồi đó, đô chuyển hợp âm đô. Chắc sòn chắc là. Như vậy chúng ta đánh ba hợp âm luôn. Hoặc là có người lại đánh khác đi, là thay vì chắc thì các bạn thấy nào, giả sử như là đánh xuống đô đi, là xuống rê. Đó là người ta cũng lấy bát đô là mượn hợp âm đô cũng được. Nè, là 3, 2, 1, chát, đô, chát, mi, chát, đê. Hoặc là 3, 2, 1, lên 4, lên đô, lên đê. Lên đê, lên đô, lên là. Lên là, lên đô, lên mi. Lên mi. Lên đô, lên mi, lên đê. Lên đê, lên đô, lên là. Thấy không các bạn? Như vậy cái cách cấp độ 2 thì cũng như tôi đã nói rồi, cấp độ 2 là các bạn có thể thêm nốt bát, thậm chí cái nốt bát đó là thêm trong một cái hợp âm phụ cũng được. Thêm một âm phụ vô để đánh cho nó nghe hay. Thì vấn đề là ở chỗ các bạn tự chọn thôi nha. Các bạn tự chọn, các bạn thấy cái nào hay là được, không sao cả. Miễn sao cái quy tắc như nãy giờ tôi ghi cho nó là được. Thì cái này đòi hỏi các bạn phải tập nhiều nha. Các bạn tập nhiều, các bạn chọn cho mình xong, các bạn thí dụ các bạn chọn cho mình cái la qua đô, các bạn chọn sẵn, các bạn tập hoài, tập đi tập lại hoài. Rồi từ đô qua rê các bạn chọn cho mình xong, các bạn tập tiếp như vậy rồi các bạn sẽ thành công và các bạn đánh sẽ mất bát nghe hay. Chỉ ở mức độ cơ bản thôi, còn sau này tôi sẽ có cái clip nâng cao là các bạn có thể đánh cách bát khác, 3 nốt, 4 nốt, 5 nốt dần dần. Cái phần hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở video clip tiếp theo.